Từ em Senko, đây là mẫu đồng hồ gần như là bán chạy nhất tại shop Sojapan. Em Senko này thì là hàng lưu và giá của nó rất hợp lý mọi người nhé. Khi mà chọn rồi thì đồng hồ xoay mặt và cái tạo hình của nó cực kỳ bắt mắt. Khi mà mình nhìn đập vào mắt mình những cái không gian hiện đại ấy, mà mình trưng những em này thì rất ok. Nhiều bác mua tặng tân gia cũng hay chọn cái mẫu này. Em này về cái phần viền của nó là màu nâu, mặt số là có ở phần bên giữa, ở giữa thì là có được gắn pha lê Sparky 6 viên màu xanh rất là đẹp. Bộ phận bên dưới là bộ phận lắc xoay này, cực kỳ bắt mắt. Em này thực tế ở ngoài ai nhìn rất là ưng. Thì có 39 bản nhạc theo các lớp ABC để cho các bác tùy chọn. Có phần trong ở trong sách thì người ta có ghi A có những bản nào và B có bản nào và C có những bản nào. Thì các bác thích nghe bản nào thì các bác có thể chọn cái phần bản nhạc. Thì em này kích thước của nó là 43 x 39, mã của chiếc đồng hồ là 1064. Các bác mà muốn biết thêm thông tin chi tiết về em đồng hồ này có thể truy cập web hangjapan.vn. Đây là cũng là một cái gợi ý cho các bác đi tặng kiểu những món quà ấy, thì là tặng những em này rất hợp lý. Ngoài các sản phẩm về hàng Nhật Bản ra thì shop còn rất là nhiều những cái hàng châu Âu, đồng hồ Odo, đồng hồ tượng hay là những cái đồ chơi châu Âu, thì mọi người có thể tham khảo web đồnghosua.vn. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người các clip tiếp theo.